À, cô mến chào tất cả các em học sinh khóa 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. À, chúng ta tiếp tục chương trình học trực tuyến nhé các em. À, hôm nay chúng ta cùng nhận diện một ngành động vật cấu tạo rất là đơn giản, đó là ngành động vật nguyên sinh. À, động vật nguyên sinh là những động vật như thế nào nè? À, động vật nguyên sinh là những động vật cấu tạo chỉ gồm một tế bào thôi, hay còn gọi là cơ thể đơn bào. Chúng có kích thước hiển vi, có nghĩa là kích thước rất là nhỏ, chỉ quan sát được qua kính hiển vi mà thôi ha. À, và chúng tồn tại ở nhiều môi trường khác nhau, như là ở trong đất, trong nước ngọt, trong nước mặn, kể cả trong cơ thể của sinh vật khác, gọi là sống ký sinh. À, trong ngành động vật nguyên sinh thì chia ra có 4 nhóm. Đó là nhóm trùng có lông bơi, nhóm có chân giả, nhóm có roi bơi và nhóm có bào tử. Thì trong chương trình sinh 7, trong cái bài học quan sát về dưới kính hiển vi, chúng ta chỉ quan sát được ba nhóm đầu tiên thôi. Đó là nhóm trùng có lông bơi, nhóm có chân giả và nhóm có roi bơi. À, còn nhóm có bào tử là những động vật nguyên sinh sống ký sinh. Ha? Chúng ta không có quan sát qua kính hiển vi ở trong chương trình sinh 7 này. À, và bài hôm nay chúng ta cùng quan sát những động vật nguyên sinh đó thì bao gồm có những yêu cầu như sau. À, các em quan sát được ít nhất là hai đại diện, trùng roi, trùng dày, phân biệt được hình dạng, cách di chuyển, rèn kỹ năng sử dụng và quan sát dưới kính hiển vi. Về bước chuẩn bị thì gồm kính hiển vi nè, dụng cụ làm tiêu bản. À, mẫu vật đó là ván nước ao hồ, bình nuôi cấy động vật nguyên sinh như là rơm, bèo, cỏ, vân vân, ngâm ở trong nước. À, tranh ảnh một số phim về đại diện của động vật nguyên sinh. À, nội dung thì chúng ta chỉ quan sát, đó là quan sát nhóm trùng có lông, nhóm trùng có roi và quan sát trùng có chân giả. Thì mỗi nhóm chúng ta sẽ quan sát vài đại diện. À, trước khi đi vào quan sát cụ thể dưới kính hiển vi, thì ở đây cô sẽ hướng dẫn là các em sẽ quan sát về những đặc điểm nào của các đại diện. Đó là tìm hiểu về môi trường sống nè, chúng xem coi là chúng sống ở những cái môi trường nào. À, có cấu tạo hình dạng ra sao, và bộ phận di chuyển của nó như thế nào. Đây là bài thu hoạch ha. Sau khi xem các clip động vật nguyên sinh quan sát được dưới kính hiển vi, các em sẽ làm bài thu hoạch theo mẫu này. À, đó là các em sẽ điền tên các đại diện mà em quan sát được ở mỗi nhóm động vật nguyên sinh, cho biết môi trường sống của chúng là chúng sống ở đâu nè. Hình dạng như thế nào, cấu tạo ra sao và di chuyển bằng bộ phận nào. Và sau cùng các em sẽ vẽ lại hình dạng của mỗi đại diện thôi. Đó là hình dạng của trùng roi, hình dạng của trùng dày. Đó là yêu cầu của bài thu hoạch nhé các em. Bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ chuẩn bị mẫu vật để quan sát. Đây là đoạn clip ghi lại cách nuôi cấy mẫu vật. Các em cùng theo dõi ha. À, chúng ta sẽ lấy một ít nước ở ngoài môi trường tự nhiên như là ở ao hồ, mương nước hoặc là những cái kênh rạch, vân vân. À, dùng một ít cỏ khô. Ở đây thì người ta nhổ một bụi cỏ nè mấy em ha, hoặc là rơm cũng được, hoặc là một số loài bèo ha.
Sau đó đem cỏ về bỏ vô chung nước mới lấy ở ruộng vào một cái ly và chờ khoảng vài ngày sau. Thì đối với trong phòng thí nghiệm thì các em học sinh có thể làm sau từ 5 đến 7 ngày chúng ta mới có thể quan sát được nhé các em. Sau 3 ngày chúng ta sẽ lấy cái giọt nước đó để đem quan sát soi dưới kính hiển vi, thì chúng ta sẽ quan sát được những động vật nguyên sinh nào. Nếu chúng ta nhìn qua mắt thường á, thì trong cái cốc nước đó chắc chắn chúng ta sẽ không nhìn thấy được động vật nguyên sinh nào cả. Chúng ta cùng theo dõi xem coi là nếu đem soi dưới kính hiển vi thì trong giọt nước đó có những động vật nguyên sinh nào ha. Ở đây là hình một đại diện của nhóm trùng có lông em. Ở trên hình các em thấy đó là con trùng đế dày hay còn gọi là trùng dày đó. Các em cùng theo dõi nhé. Chúng thường sống ở nước ngọt trong các ao hồ, mương nước hay là các ruộng lúa. Các em có thể dễ dàng nhận ra chúng vì cơ thể của chúng giống như một chiếc đế dày và toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi lớp lông bơi. Đó chính là cơ quan vận chuyển. Chất nguyên sinh của trùng đế dày được chia thành hai phần rõ rệt, gồm ngoại chất và nội chất. Ngoại chất mỏng và có chứa các bao tơ gai. Đây là cơ quan bảo vệ của trùng đế dày. Lớp nội chất có nhiều hạt và lỏng hơn, chứa không bào tiêu hóa, co bóp và nhân lớn, nhân bé. Các em có thể quan sát thấy dọc giữa cơ thể có một vết đẫm lớn với nhiều tia mao luôn rung động. Đó chính là rãnh miệng của trùng đế dày. Tiếp sau là bào khẩu rồi đến bào hầu. Không bào tiêu hóa được hình thành liên tục ở đáy bào hầu rồi di chuyển vào trong cơ thể. Trên đây là hình ảnh không bào tiêu hóa được hình thành ở phía cuối của bào hầu. Các không bào tiêu hóa được di chuyển theo một đường nhất định, từ phần sau ra phần trước và vòng lại phần sau. Trong quá trình di chuyển, thức ăn được tiêu hóa, chất dinh dưỡng được ngấm vào chất nguyên sinh, không bào nhỏ dần. Chất bã không tiêu hóa được sẽ thải qua bào rang ở phần sau cơ thể. Trong phần nội chất còn có hai không bào co bóp. Hai không bào này nằm ở hai đầu của trùng đế dày. Mỗi không bào co bóp gồm một bầu chứa tròn ở giữa và 7 đến 8 rãnh phóng xạ ở xung quanh. Ở chính giữa phần nội chất có bộ nhân gồm nhân lớn hình hạt đậu và nhân nhỏ nằm trong vết lõm của hạt đậu ở nhân lớn. Tuy nhiên, ta chỉ nhìn thấy rõ cả bộ nhân khi đã nhuộm màu. Trùng lông bơi có khả năng sinh sản vô tính bằng phân đôi theo chiều ngang hoặc sinh sản bằng cách tiếp hợp. Ngoài ra trong mẫu vật của chúng ta cũng có thể bắt gặp trùng hình chuông Vorticella. Trùng hình chuông sống đơn độc nhưng thường tập trung thành từng nhóm và chúng thường sống bám vào giá thể nhờ một cái cuống dài, mảnh hoặc bơi tự do trong nước. Cuống của con vật thường dài, thẳng nhưng khi bị kích thích, cuống rút lại nhanh và cuộn xoắn như hình lò xo. Đầu trước của trùng hình chuông giống như một chiếc chuông, có rãnh miệng, xung quanh có hai vành tiêm mao lớn, một vành hướng lên trên, một vành cong ra phía ngoài. Hai vành tiêm mao này luôn rung động, tạo nên dòng nước lưu thông đưa thức ăn vào trong bào hầu. Chúng ta cũng có thể gặp một đại diện nữa cũng thuộc ngành trùng lông bơi, đó là trùng loa kèn Stento. Cơ thể hình loa kèn, dài tới 1 đến 2 mm. Đầu trước của cơ thể loe rộng và có màng tiêm mao bao phủ. Toàn bộ mặt ngoài cơ thể cũng có màng tiêm mao bao phủ. Các tiêm mao này nhỏ, ngắn và xếp thành những hàng dọc. Đại diện cuối cùng thuộc nhóm ngành trùng lông bơi đó chính là trùng nhảy Stylonychia. Cơ thể của trùng nhảy dẹp theo hướng lưng bụng.
Hệ thống tiêm mao của trùng nhảy rất đặc biệt. Ở mặt lưng chỉ có ít tiêm mao ngắn và nhỏ, giữ chức phận cảm giác. Ở mặt bụng có những tiêm mao lớn và họp thành từng nhóm một. Các nhóm tiêm mao này giúp cho con vật vận chuyển như bơi, bò và nhảy. Nhóm thứ hai đó là nhóm trùng có roi, các em hãy quan sát tiếp. Các em có thể dễ dàng nhận ra trùng roi xanh mắt đỏ với các cái đặc điểm đặc trưng như cơ thể có dạng hình thoi, phần đầu và phần sau vuốt nhỏ, có một roi bơi dài nằm ở phía trước. Trong phần nguyên sinh chất có nhiều hạt diệp lục màu xanh làm cho trùng roi xanh có khả năng dinh dưỡng như thực vật. Cơ thể có thể gốc và thể cận gốc. Cạnh thể gốc có một hạt màu đỏ gọi là điểm mắt, có khả năng cảm thụ ánh sáng. Trong phần nội chất còn có các hạt á tinh bột, không bào tiêu hóa, không bào co bóp và nhân. Trùng roi xanh sinh sản bằng cách phân đôi theo chiều dọc của cơ thể. Ngoài trùng roi xanh mắt đỏ, các em cũng có thể gặp trùng roi xoắn. Ngoài ra, chúng ta cũng rất hay bắt gặp trùng roi Phacus pleuronectus. Loài này hình thái cơ thể rất giống lá trầu, dẹp, thấy rõ các khía dọc giống như gân lá và không bào co bóp lớn, hình tròn nằm ở giữa cơ thể. Khi chuyển vận trong nước, rất giống chiếc lá đang rơi. Nhóm thứ ba cô muốn giới thiệu cho các em đó là nhóm trùng có chân giả. Trên đây chính là amip trần Amoeba proteus. Amip này có kích thước khá lớn và hình dạng thì luôn thay đổi do sự hình thành các cái chân giả. Chất nguyên sinh được cấu tạo trên cơ thể amip chia làm hai phần rõ rệt, phần ngoại chất và phần nội chất. Phần ngoại chất là lớp chất nguyên sinh mỏng, khoánh, trong suốt và bao phủ khắp mặt ngoài cơ thể. Ở nội chất thì lỏng hơn, có dạng hạt lổn nhổn và luôn vận động. Trong phần nội chất thì có những không bào co bóp, không bào tiêu hóa và nhân. Trên đây chính là một không bào tiêu hóa của amip trần. Khi gặp thức ăn, chân giả sẽ bao kín lấy thức ăn, hình thành một không bào tiêu hóa. Không bào này di chuyển theo sự vận chuyển của nội chất. Các men tiêu hóa từ nội chất được tiết vào để tiêu hóa thành các chất hấp thụ được. Những cặn bã không tiêu hóa được sẽ thải ra ngoài ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể. Một đại diện tiếp theo của amip có vỏ đó là trùng hình tiền. Cơ thể trùng hình tiền được bọc trong một vỏ hình bán cầu. Ở mặt lõm của vỏ có lỗ miệng vỏ. Qua lỗ này, các em có thể thấy chân giả hình thùy thò ra ngoài. Trên tiêu bản hiển vi, trùng hình tiền thường nằm úp hoặc nằm ngửa, nên thấy có dáng hình đĩa, vòng tròn đáy đĩa chính là lỗ miệng vỏ. Sau khi quan sát một số đại diện động vật nguyên sinh, em nhận xét như thế nào về sự đa dạng của chúng nè? Thứ nhất là về hình dạng, chúng có nhiều hình dạng khác nhau như là hình thoi, hình lo kèn nè, hình chuông, hình lá, hình đĩa hoặc là hình đế giày, hoặc là có hình dạng không nhất định, luôn luôn có sự thay đổi, ví dụ như là trùng biến hình chẳng hạn. Về cấu tạo cũng rất là đa dạng ha, mỗi loài có những đặc điểm cấu tạo riêng và khác nhau, như là có loài thì có rãnh miệng, có hầu nè, có điểm mắt, có không bào co bóp, vân vân. Và đặc biệt là có loài thì nó là động vật nhưng lại có hạt diệp lục giống như thực vật.
Đấy. Về bộ phận di chuyển cũng khá đa dạng đúng không nào? Chúng bò bằng chân giả chẳng hạn, rồi bơi bằng lông bơi, bằng roi bơi, vân vân. Đó là sự đa dạng của động vật nguyên sinh. Tiếp theo, ở đây cô có câu hỏi đặt ra như sau. Động vật nguyên sinh không quan sát được bằng mắt thường, vì sao vậy nè? Là do nó có kích thước hiển vi, có nghĩa là kích thước rất là nhỏ bé, chỉ quan sát qua kính hiển vi mà thôi. Câu hỏi thứ hai, đó là động vật nguyên sinh được xem là động vật có cấu tạo đơn giản nhất, vì sao nè? Vì cơ thể của nó chỉ là một tế bào, hay còn gọi là cơ thể đơn bào. Hai đặc điểm, kích thước hiển vi cơ thể đơn bào, đó là đặc điểm đặc trưng cho ngành động vật nguyên sinh nhé. Sau đây là nội dung của bài thu hoạch. Các em sẽ kẻ bảng bài thu hoạch này vào trong vở của mình và hoàn thiện cái phiếu thực hành này bằng cách là các em sẽ điền tên các đại diện mà các em quan sát được ở mỗi nhóm động vật nguyên sinh, rồi cho biết môi trường sống của chúng ở đâu và hình dạng của chúng như thế nào và sơ nét về cấu tạo của mỗi đại diện đó và chúng di chuyển bằng bộ phận nào. Sau cùng là các em sẽ vẽ lại hình dạng của nhóm trùng có roi và em vẽ lại cho cô trùng trùng giày ha, vẽ lại hình dạng của chúng. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô nhắc lại yêu cầu của bài này là các em hãy làm bài tập thực hành bằng cách là hoàn thiện phiếu thực hành cô đã giao và xem trước bài trùng roi. Và cô cũng hy vọng rằng các em có thể dành thêm thời gian để chúng ta tìm hiểu thêm về các loài động vật nguyên sinh khác nữa bằng cách là các em có thể lên trang YouTube để chúng ta tìm hiểu thêm, có rất nhiều video rất là hay nói về động vật nguyên sinh. Các em hãy tìm thêm nhé. Cô mến chào tất cả các em.